Bằng cách sử dụng các phân tích hóa sinh tiên tiến và kỹ thuật hình ảnh tia X, các nhà khoa học từ trường Đại học York và Đại học Portsmouth của Anh đã phát hiện được cấu trúc và chức năng của một loại enzyme rất quan trọng mà mật ẩm dùng để tiêu hóa các mẩu gỗ. Enzyme này được gọi là cellulase, có thể chuyển cellulose thành đường. Cellula có thể biến các mẫu gỗ thành các loại đường đơn giản. Nhờ đó, mật ẩm có thể tự tạo ra chất dinh dưỡng cho mình. Tuy nhiên, những gì chúng tôi quan tâm ở đây là làm thế nào chúng ta có thể biến các thứ giống như gỗ thành đường để có thể sử dụng chúng tạo ra nhiên liệu sinh học. Hiện nay, để tạo ra nhiên liệu sinh học lỏng từ các vật liệu phế thải như rơm, gỗ, thường rất công phu và tốn kém. Vì thế, các nhà nghiên cứu Anh cho rằng, loại enzyme mà mật ẩm dùng để phân hủy cellulose sẽ rất cần cho con người trong việc phát triển nhiên liệu sinh học. Tạo ra nhiên liệu sinh học là việc làm cần thiết hiện nay để dần thay thế các nguồn nhiên liệu hóa thạch và thu được nhiều kết quả khả quan. Song để thực sự gặt hái thành công thì cần một quãng đường dài phía trước. Theo giáo sư Simon, để chiết xuất enzyme từ mật ẩm là một điều không thực tế. Thay vào đó, họ đã vẽ sơ đồ di truyền của enzyme và chuyển nó thành một loại vi sinh công nghiệp có thể sản xuất với số lượng lớn. Bằng cách làm này, các nhà khoa học hy vọng sẽ cắt giảm được nhiều chi phí trong việc biến các vật liệu phế thải thành nhiên liệu sinh học xanh.